Xin chào các bạn, mình là Trần Bích Nga đến từ câu lạc bộ nhảy Thanh Xuân. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một điệu nhảy vô cùng vui tươi sôi động. Tên của bài nhạc đó là Maria Marriage. Đây là một bài line dance cho nên sẽ quay bốn hướng, nhưng mà chỉ có bốn động tác thôi. Cách học như sau, bạn hãy học thật kỹ bốn động tác. Sau đó bạn sẽ nhảy bốn động tác này theo bốn hướng khác nhau. Sau đó bạn nhảy với nhạc chậm và cuối cùng nhảy với nhạc nhanh. Bây giờ mình sẽ quay lại để hướng dẫn cho các bạn nhé. Đây, chụm chân trái chuẩn bị đi qua chân phải. Đây, chụm chân phải tự do. Bắt đầu bước các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bước qua bên này thì mình lấy chân phải bước lên các bạn. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình đang ở đây thì mình quay sang bên này khoảng 5. Bây giờ động tác thứ 3 là 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 4 đó là cha cha cha, quay cả vòng các bạn ạ. 4, 8, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8. Thế là hết 4 động tác. Bây giờ mình sẽ đi 4 động tác ở hướng này nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 8, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8. Đây là hướng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 8, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hết bài. Các bạn thân mến, chúng mình vừa mới hướng dẫn cho các bạn 4 động tác line dance của bài Maria Marriage. Trong cái bài này phải chú ý cái bước thứ 3 và bước thứ 4. Bước thứ 4 đó là cha cha cha, quay cả vòng. Các bạn xem lại video trong hướng dẫn. Còn bước thứ 3 thì chúng mình đánh hông thì nó dễ nhớ hơn. Ví dụ nhá, giờ các bạn đang đứng đây bước chân phải đúng không? 3 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, chỉ cần chú ý hai điểm đó thôi là các bạn đã có thể có một bài nhảy vô cùng sôi nổi vui tươi rồi. Mình chúc toàn thể chị em học nhảy vì sức khỏe, học nhảy vì niềm vui. Hẹn gặp lại chị em trong những video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.